Các bác thân mến, cây đa này chắc các bác cũng đã xem video của em thì cũng đã biết, thì nửa tháng nay rồi chưa trồng được bác, vẫn để nguyên tình trạng như này. Thì mấy hôm rồi mưa với lại em vẫn thả nước chứ chưa để trồng hay là gì cả, chỉ để nguyên bê nguyên để vào cái ang nước và ùm mấy cái rẻ để cho nó mát gốc thôi mà. Thì mấy hôm về thì thấy nó xanh mà nó đâm chồi nảy lộc. Thế nhưng mà ba hôm gần đây ấy, về quê ngoại thì sau đấy thì lại trở lại quê nội, thì nhìn thấy cái cây này nó tối hôm qua ấy, nhìn thấy cây này nó bị, chắc là ai đó đến chơi kiểu thấy cái lá nó mướt nó nhìn như nhựa thì cấu mất ba cái ngọn rất là to, mà tối hôm qua mà bực mình không biết làm nào được, thực sự là rất bực mình, không biết trách ai bây giờ. Đấy thì để các bác nhìn đấy, mất ba cái ngọn, đây một cái, đây một cái, đây một cái, không hiểu là họ suy nghĩ như nào mà lại làm thế với cái cây này của em. Đấy, nát hết mấy cái lá kia nữa, mà đúng cái ngọn thế mới điên. Thì bực mình thì hôm nay thì em cũng chưa trồng được, nhưng mà chắc em sẽ tỉa sơ cái này tí xem, bởi vì nhân tiện cái vết mà nó người ta phá hoại thì em xuống một số cái lá già cho nó để lộ cái thân của nó với lại cái chi của nó để xem là mình có cái hướng nào mình khắc phục cho nó đều cái vết cắt kia không, cái vết phá hoại thì không. Bởi bây giờ nó như bị bỏ liếm các bác. Đấy, chưa trồng được các bác nhé. Cả cái cây mai chu thủy vừa mua kìa, cũng được mấy hôm rồi chưa trồng. Đấy, đang rất nhiều hoa. Cây nhót thì đang ra lộc rất là nhiều. Và cây bằng lăng mới trồng kìa. thì cũng nhân tiện bị phá hoại thì cũng làm luôn. Đấy thì cái cây này đặc biệt em rất là thích cái cây này, em rất là mê cái cây này. Một số các bác chắc không quan tâm lắm cái cây này, nhưng mà thực sự em thích, rất là thích cái cây này. Bởi vì em chưa bao giờ thích một cây đa nào, nhưng mà thấy cây này em quất luôn. Thì em khoe các bác cái bệ rễ, cái hòn đá của nó thì em không ưng nhá. Thực sự em không ưng cái hòn đá, nhưng mà thôi, nó bám đấy lâu rồi thì sau em sẽ phải xử lý khắc phục, có khi là sẽ bị đục bỏ hòn đá này. Nhưng tạm thời bây giờ chưa có thời gian thì cứ để như này đã, cây nó cũng khỏe, cũng chưa có vấn đề gì ảnh hưởng. Đấy các bác ạ. Xoan gì? Tiếc quá lắm, nó to ấy. Nhiều mà tiếc quá. Con dao đồ không nhỉ? Con Trinh đấy. Trinh làm được. Cho nó thoáng cái cây. Ôi đây nóng quả đẹp lắm. Vâng, quả lắm, cắt bỏ đi. Cắt bỏ. Không, những cái quả này để này mà nó lắm quả thì đẹp lắm. Vâng, không đủ. Mấy lần nữa mình. Cây này là cây gì đấy? Tường vi. Đây này ông nào chơi tối của người Lan đúng không? Đây là một kiểu đúng lắm. Cầm này. Cái xem dùm nữa cây cảnh lại cũng muốn cấu à. Chắc không có ai để ý đâu, tiện mẹ bố mất. Không biết sốt ruột cái gì, thương hoa. Anh hay cái đồ này và em nghiện. Bao nước cả. Không phải, nhưng mà nó cũng phải có cái con mắt thẩm mỹ thì mới đấy. Vâng, tất nhiên. Còn nó có phải ai cũng chơi được đâu. Bây giờ mới chuẩn bị dân chưa có điều kiện để chơi trâu. Chưa có điều kiện để chơi những cây tiền tỷ. Giờ là thửa được cây rẻ mà chơi thôi. Đây, cây này thì khoảng xuống chỗ ngọ Đồng Trúc rau lưu. Đúng rồi. Ngọ Tập Tiếng đấy. Ngọ Tập Tiếng trong dưới cây đấy. Bình không vào thì ông đấy thì tôi điện con thuê đình chỉ đó. Tất nhiên là ông ít khi phân hùng đấy. Bây giờ mà làm ông có tiền. Bây giờ mà cứ bảo làm một cái đình chỉ bao giờ thì nó không. Những kiểu tây nào mà bắt mắc là ông mang về. Chí là miền Nam mình nhất gọi mà là có mặt luôn. Có điều kiện thì dễ chơi lắm. Nó phải đam mê. Chứ không cây đẹp tay không biết chơi nó hỏng mất phí. Vào nhà ông đấy hai cái nhà gỗ sân của nhà ông đấy. Chứ em làm cho nhà ông đấy thì vào đây thì biết nhau ngọ đồng trúc như thế nào. Công nhận vào đẹp thật. Có tiếng lắm. Đấy buồn cây biết không biết. Cây vùng Thạch Thất là có mỗi ông đấy này. Nó phải nhất huyện. Nhất. Ông ấy thứ nhất là ông có nhiều cây là toàn cây đất cây tỉnh, toàn cây quý không luôn được. Cây này đẹp nhỉ? Cây này thì đẹp nhỉ? Cây gì đấy? Cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Thơm không? Đêm thơm. Đúng nó chiếu thủy thì chiếu xuống. Đấy nó cứ vuông vuông. Chả có cái hoa nào nó trồng ngược nhỉ? Thế nó gọi kiểu đấy. Chùm nó cứ trồng xuống. Nhiều khi không để ý không biết mùi thơm của cái gì. Cho nó to lên thì chưa trông được. Đúng con này bó ở đấy. Nó phải được cái chậu nó to. Mua cái chậu này con này chưa mua cái chậu. Cây này đã trồng rồi mới đặt nước để ôm lấy về đã trồng được. Mua mình mua tháng mới mua. Bao nhiêu tiền cái này? Mấy triệu? 3 triệu. Nhiều khi nhìn thấy thích thì khó. Kiểu nó không mua được nó khó chịu. 3 triệu. Không mua nó khó chịu. Không bằng mấy cây nho nhỏ. Đấy. Đây là những cây nho nhỏ như thế này. Rượu gì đấy? Ê, tối em cơm, em gọi anh Trọng một kênh ok đâu. Tối anh đi cùng vào đây. Có rượu nó sướng. Em với Trọng mà. Đi bảo ra anh đi vào đây để... Chào em Trinh. Uống cốc bia, xong rồi đây. Bác lên trên đây, mình không thể để không được. Này, chưa ngon được. Hay đâu cho ăn cơm. Bị phá hoại thế này, vẫn cày thôi. Vẫn đang quay, anh chịu quay. Vẫn đang quay đấy. Tao đi mua thêm chục con vịt nữa, mà ô. Chưa đi thôi. Không có người làm giúp à? Đi mua... Làm chục cái điền. Như mấy tuy khách chứ anh thì cốc nghỉ tuy lượng lực lượng thôi nhân sự chính ba hôm nữa hả? Ba hôm nữa nó mới lên. Mua rẻ quá, mua 4 cây xoan triệu 7 quá rẻ. Anh để cho bán nữa, cắt mẹ khênh nhắm đông mò kia. Ông ok luôn. Thôi. Ồ, kia cắt được mấy đoạn. Đấy nhưng mà cời luôn ra, cời nơi con ra người ta bảo ra, cứ bỏ cái đoạn. Cắt phát nhắm xuống đông mò ngầm rồi bán xong. Tôi cho anh nhập. Cái gì? Anh mới mua thơm. Cái này mà này phải làm xong cái bể cá để nóc bể cá rồi để cá tôm kiếm cái chậu đẹp như chậu kia thôi. Nè, bố tôi phải đi, em vứt đi. Có cái này thì đã trồng lâu rồi, vứt trồng chậu ấy rồi, trồng chậu 3-4 lít. Nè, con gốc này, nè, ra ngoài đường. Tiền đấy là. không tỉa đâu mẹ, cháu nó thui rồi đấy. Con ăn cái cưa vào những cách này không? Tỉa để cho nó ép này mắm được không? Không có, nó mất cái con. Thế mẹ, kiểu đứng chơi chơi, cấu mẹ á. Làm mơ mỡ không? Mẹ cấu lá nó cấu mẹ thế. Thế. Đấy, cởi cái áo để khoe các bác thế thôi, chứ tỉa cho thoáng thì các bác nhìn thôi, nhưng còn chưa làm được. Hôm nay chưa động vào. Ta định cắt bỏ cái mấy ngọn kia nhưng mà nó còn chưa đủ độ dài. Đấy, độ dài giờ cắt đi thì suy nghĩ đấy, bởi em đang định vào dây một số chỗ khoe các bác mặt chính rồi, cái video này khoe các bác mặt chính rồi. Đó, cái hòn đá này này nó là những cái tảng đá nhỏ nó ghép vào thôi, đá thấm thủy ấy. Đấy các bác, nó không có gì đặc biệt lắm, chỉ là ôm hòn đá bình thường thôi, mà được cái là nhấc video tổng cũng được. Gần tí các bác xem. Đấy, phía kia kìa, phía kia là ngày xưa là có một cái thân nữa kìa, cắt đi rồi. Đấy. Bây giờ mà rút răm cái này thì ít sau răm nó sẽ bị dày, nó bị thấp, thì sau ra lá nó to thì sẽ lại bị kín mất các bác. Nên là em đang định rút nhưng mà thôi lại thôi, chỉ tỉa thoáng để mình kích thích cái cành kia nó lên, cho nó ra cái mầm, bù lại cái ngọn bị cấu. Đấy, đấy cây mai, ôi cây mai chữ thủy mini mà nhiều hoa này, mà cuối cùng đã chưa trồng được, đây cứ loanh quanh hôm nay. Rồi các bác nhỉ, quay các bác thế thôi, hôm khác em trồng cái này sẽ quay chi tiết thôi các bác nhé.